Này thấp quá. Ai bắn đồ đâu mà thấp thế? Bắn lên cao hơn. Ai bắn? Đủ bắn á. Cho lên đây tí nhá. Đấy. Trên. Tầm đấy thôi, tầm đấy đẹp rồi. Chiến này là thành idol hết của miền quê Đông Bắc này. Con lắm đi. Có đau không nhỉ? Giật mình thôi. Giật mình gì? Tạch cái. Rồi ai xe cười vợ thôi. Yêu mình chẳng đau một tay. Thấy chưa? Chọn lấy một cái hoa tai đi. Tí nữa đút vào đúng không? Không. Đấy. Mấy ngày cơ. Đây cái nào để cô cắt cho nha. Ờ. À, nó có đồ bắn thế này thì sao mà đó. Nó chỉ giật mình một phát thôi. Bây giờ soi cho nó rõ ra để bắn cho nó chuẩn. Bình tĩnh nha mày, ngồi im mày. Thế thôi á? Thế thì đơn giản không nhỉ? Đơn giản mà. Đi về cho một trận rượu bia vào cho nó tê tối ngủ ngon đấy. Xong. Được rồi, một đồng chí bên này đâu? Đấy luôn rồi. Thôi. Đồng chí này bắn hai bên đâu cái lỗ cũ đâu sao nè? Cái chú bắn cao quá. Đấy à? Nó bị lấp đi rồi á? Đâu. Tháo đi rồi à? Lấp đi rồi này. Tem miền quê Đông Bắc thì toàn thấy hot boy không này lên mọi người chắc cho lên mọi người xem sợ chạy mất dép rồi thôi. Chấm cái đi chấm cái chuẩn. Chỗ này à? Đấy tầm đấy tầm thấp. Thế rồi lúc trước nó chấm ở bên kia kìa, lúc trước cái chấm của nó. Đấy. Bay đây xem nào. Đấy nhìn sang hai bên nào. Để chấm thấp xuống tí nữa. Tách một cái thôi nhìn nó cũng không đau đâu. Qua nhìn thì thấy ghê đấy chứ còn tách cái. Thấy xong mà. Cái cháu nhà ông Hoạt họa đã bắn bé tí 2-3 tháng cơ. 2-3 tháng đã bắn rồi. Ừ. Đứa con gái, cháu gái. À. Nào bên này soi cho kỹ để bắn. Đấy. Vào chưa? Vào rồi nhỉ? Rồi, chẳng qua là cái này nó kẹt. Ừ. Rồi. Đi làm bây giờ. Chọn được hoa tai chưa? Chưa, một cái rồi. Là một đôi về. Đeo khác nhau thôi. Thế mà nhiều người nó sợ hái nó không dám bắn nhỉ. Bà đưa mấy cái ấy đây, đưa kéo đây để cho mẹ, để mẹ cắt. Lấy kéo vào bố mà. Lấy cháu nè. Lấy cái đấy à? Đây cái sao này. Cái này chiến mua. Ừ, chiến mua. Mày lấy cái nào? Giống nhau quá nhỉ. Giống nhau, lấy cái chọn cái khác. Có gì?
Bao nhiêu đấy? Mua này này. Đây. Đấy, cái đấy cũng đẹp mà. Cái này hai đôi cơ. Cái này mày là lấy về. Cái này là nó xoắn cơ. Xoắn mà về đeo. Nó mập, nó vặn xoắn đâu. Có. Vặn, nó vặn. Đây đây cái này nó vặn. Cái này giống mua rồi. Ta xem đôi này nè. Đôi này đẹp đấy chứ. Rồi lấy đôi này được rồi. Có làm thêm một đôi nữa không? Một cái được, cái này. Ừ. Đeo khác nhau không đeo một đôi. Lâu lâu đổi nhau. Này đeo hộ cái. Đeo cái gì? Đeo vào luôn, à đeo vào bên cũ này gì? Đeo đi. Ờ. Tư. Đấy được rồi đấy. Này. Mặt nào này nào. Đó, ok đẹp. Đó quay lên nè. Ấy chá. Khá phết nhỉ. Có mà tiền đấy. Đó được rồi.